Xin chào các bạn đã quay trở lại với hành trình đi sinh cùng mẹ bầu hiện đại tại bệnh viện Thu Cúc. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng các bạn đồng hành với mẹ bầu Hoàng Thị Quỳnh đấy ạ. Vâng, và để tiếp thêm động lực cũng như là cổ vũ cho chị Quỳnh vượt cạn thành công thì các bạn hãy thả tim và bình luận cổ vũ ngay tại livestream này nhé. Hiện tại thì tôi có thấy bình luận từ một mẹ bầu có thắc mắc là liệu sau sinh mổ bao lâu thì mẹ mới có thể đặt vòng được. Vậy mẹ bầu chờ một chút nhé, chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến bác sĩ và giải đáp ngay cho mẹ ạ. Như các bạn có thể thấy thì ekip mổ của chị Quỳnh ngày hôm nay, người mổ chính sẽ là bác sĩ Minh, một bác sĩ có chuyên môn cao và rất mát tay, được nhiều mẹ bầu tin tưởng lựa chọn để sinh mổ cũng như là sinh thường đấy ạ. Và chúng tôi tin là với bàn tay khéo léo của bác sĩ Minh thì em bé sẽ chào đời nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất thôi ạ. Chúng ta hãy cùng nhau comment cổ vũ cho bác sĩ về ekip mổ của ngày hôm nay nhé. Tại Thu Cúc thì việc luôn cập nhật những công nghệ mới cũng là một trong những điểm cộng nổi bật khi các mẹ bầu nhắc đến đấy ạ. Như các bạn đang thấy thì trong phòng mổ vô khuẩn một chiều của Thu Cúc có trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho tất cả các khách hàng. Vậy nên các mẹ bầu có thể yên tâm khi vượt cạn tại đây nhé. Và trong suốt quá trình diễn ra livestream, nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào về dịch vụ thai sản trọn gói hay các quyền lợi sẽ được hưởng khi vượt cạn tại đây thì có thể comment inbox để được giải đáp trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì các bạn đừng rời mắt khỏi livestream nhé, vì chỉ một chút nữa thôi thì em bé nhà chị Quỳnh sẽ chào đời đấy ạ. Vâng các bạn ơi, như vậy là em bé đã chào đời rồi đấy ạ. Các bạn có nghe tiếng khóc của con chưa ạ? Vâng, xin được chúc mừng gia đình chị Quỳnh đã đón thêm một thành viên mới. Vâng, và chị Quỳnh thì đang rất vui tươi và thoải mái các bạn ạ. Xin cảm ơn chị đã lựa chọn Thu Cúc để chúng tôi được cùng gia đình chứng kiến những khoảnh khắc thiêng liêng như thế này. Và dù đã đồng hành cùng với rất nhiều mẹ bầu đi sinh, nhưng cảm xúc khi chào đón những thiên thần của các gia đình vẫn vẹn nguyên như ngày đầu các bạn ạ. Lúc này thì bác sĩ Nhi đang thăm khám sức khỏe đầu đời cũng như là kiểm tra những phản xạ cho con. Việc làm này sẽ giúp kịp thời phát hiện những bất thường, từ đó có hướng xử lý để đảm bảo sức khỏe cho bé các bạn ạ. Tại Thu Cúc thì các con luôn được ưu tiên những điều tuyệt vời nhất, vậy nên các gia đình có thể hoàn toàn yên tâm khi đăng ký sinh tại đây nhé. Tiếp theo thì bé sẽ được đưa đi cân. Và các bạn có tò mò là bạn nhỏ đáng yêu của chúng ta ngày hôm nay sẽ nặng bao nhiêu kg không ạ? Vâng, là 3,2 kg sau khi trừ khăn quấn ngoài. Xin được chúc mừng chị Quỳnh và gia đình nhé. Lúc này thì điều dưỡng đang hỗ trợ để bé được thực hiện da kề da với mẹ các bạn ạ. Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc và thiêng liêng nhất của chị Quỳnh đúng không nào? Mọi lo lắng mệt mỏi trong suốt thời gian mang thai dường như đã được xua tan hết rồi. Và để hai mẹ con chị Quỳnh có chút thời gian riêng tư áp giao với nhau, chúng ta sẽ trao đổi về vấn đề được đưa ra đầu livestream nhé. Đó là sau sinh mổ bao lâu thì mẹ được đặt vòng. Chắc hẳn thì các bạn đều biết đặt vòng tránh thai là biện pháp tránh thai được rất nhiều người sử dụng vì tính an toàn, đạt hiệu quả cao và thủ thuật đơn giản, chi phí lại thấp nữa. Nhưng sau sinh bao lâu mẹ được đặt vòng lại là một điều ít ai biết đến. Và các bác sĩ chúng tôi có khuyên rằng 3 tháng sau sinh là thời điểm thích hợp để có thể đặt vòng. Nếu như sinh mổ thì chúng ta nên chờ 6 tháng mới đặt vòng nhé. Nếu 3 tháng sau khi sinh mà vẫn chưa thấy có kinh nguyệt thì mẹ cũng nên kiểm tra xem mình có thai hay không rồi mới quyết định đặt vòng, vì không thể loại trừ khả năng mẹ mang thai sớm. Trong thời gian chờ đợi phù hợp để đặt vòng, nếu mẹ cần kế hoạch thì hãy áp dụng một số biện pháp tránh thai khác như là chúng ta dùng bao cao su, xuất tinh ngoài âm đạo mẹ nhé. Và trong thời gian sau sinh thì khoang tử cung khá nhỏ, thành tử cung cũng mỏng nên cần được bác sĩ xác định kích cỡ vòng cho phù hợp. Đến thời điểm dừng cho con bú, tử cung trở lại bình thường thì sẽ cần phải đổi một vòng khác có kích thước lớn hơn đấy ạ. Qua những lưu ý đã được chia sẻ từ đầu livestream thì các bạn đã có thể hiểu rõ hơn về thời gian có thể đặt vòng tránh thai sau sinh mổ rồi đúng không nào? Nếu còn bất cứ thắc mắc hay băn khoăn nào về chủ đề này thì có thể comment về inbox để chúng tôi giải đáp kịp thời nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với mẹ con của chị Quỳnh. Lúc này thì chị Quỳnh đang được kiểm tra thông tin trên vòng định danh đấy ạ. Vòng định danh thì đang được điều dưỡng đeo vào tay của mẹ và chân của bé trong suốt thời gian lưu viện để có thể tránh nhầm lẫn. Chắc hẳn các bạn cũng đều biết về quy định này của Thu Cúc rồi đúng không ạ? Khi đeo vòng định danh thì bé sẽ được đưa ra khu chăm sóc để đội mũ, đóng bỉm, quấn khăn và hoàn thiện những bước cuối cùng trong phòng sinh. Tất cả những đồ dùng như là bỉm sữa của con trong suốt thời gian lưu viện đều sẽ được bệnh viện chuẩn bị sẵn. Mẹ sẽ không phải lo lắng gì về các đồ đạc mang theo đâu ạ. Vì thế hành trình đi sinh của mẹ sẽ rất nhẹ nhàng và thoải mái. Bên cạnh đó thì còn vô vàn các tiện ích hoàn hảo cao cấp trong gói thai sản sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho hai mẹ con nữa. Hãy comment inbox cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn về các quyền lợi và ưu đãi dành cho mẹ trong gói thai sản của Thu Cúc nhé.
Còn bây giờ chúng ta hãy ngắm nhìn những khoảnh khắc đầu đời vô cùng đáng yêu của thiên thần nhí nha chị Quỳnh. Vâng, và các thủ tục trong phòng sinh của con thì đã xong rồi. Điều dưỡng đang bế con ra để chào tạm biệt mẹ và ra ngoài gặp gia đình đi ạ. Chúng ta cùng nhau tạm biệt chị Quỳnh và ekip mổ để theo chân con nhé. Như vậy là em bé của chúng ta thì đã được đưa lên tầng 5 và bố đã chờ sẵn để thực hiện áp da với con rồi các bạn ạ. Ông bố ngày hôm nay thì bé bé rất là chuyên nghiệp đúng không nào? Sau khi được bố đón tay thì chúng ta cũng thấy niềm vui hiện hữu trên gương mặt bà khi đang bế em đúng không nào? Xin một lần nữa được chúc mừng gia đình đã chào đón thêm một thành viên mới và cảm ơn anh chị đã lựa chọn Thu Cúc là nơi đồng hành trong khoảnh khắc quan trọng như thế này. Bây giờ sẽ là thời gian để điều dưỡng của chúng tôi hỗ trợ bé thực hiện da kề da với bố và gia đình sẽ có khoảng thời gian riêng tư nhé. Chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng livestream tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những livestream tiếp theo của bệnh viện.